Ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen cho vay nặng lãi qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn. Theo đó, 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng thông qua các app, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc các đường link website do chúng tạo ra với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng và 37 bị cáo người Việt với vai trò đồng phạm, giúp sức. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày. Để che giấu hành vi, các đối tượng người Trung Quốc thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty ma tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền. Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền. Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Trong 3 ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo, chuẩn bị đưa ra xét xử giai đoạn 2 với 70 bị cáo liên quan.